Hello, xin chào tất cả các bạn. Và Short, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần vấn if, đúng không? Của chúng ta là if. Rồi, chúng ta chờ cô một chút ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cái vần của chúng ta là vấn if, được chưa? À, các bạn nhớ đây cái chữ bật để chúng ta bật nhẹ nhàng thôi và không cần bật hơi ra ngoài nhá. Chữ if, if. Đấy, chỉ cần bật môi thôi, không cần gió, đúng không nào? Rồi, tiếp tục này với âm d, it, it, bật d, 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 bật lưỡi, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. I, ib, id, a, listen and learn. I, b, ib, e, b, ib, b. Ib, bib, b, ib, bib, I, d, id, I, d, id, k, id, kid, kid, đúng không? K, id, kid. Page 36. B, listen, point. And repeat. Rồi bây giờ sang đến phần B này, part B của chúng ta là nghe này, chỉ và đọc theo nha. Các bạn nhớ này, b b bib rib đúng không? Đó, về đây là phần d này, bật lưỡi này, d kit kit lit lit đúng không nào? Đó, nghe nha. One. B ib bib bib b ib bib bib. Two. R ib rib rib. R ib rib rib. Three. K id kid kid. K id kid kid. Four. L id lid lid. L id lid. Lid. Page 37. C. Listen and number. One. Các bạn nhớ này, part C của mình là listen and number, là nghe và đánh số. Còn part D của mình là circle and write, là khoanh đúng không? Khoanh và viết đúng không? Ví dụ như đây chính là rib, là cái xương sườn đúng không? Rib. Thì các bạn này, r, i, b, rib. Thì các bạn khoanh tròn ba chữ này, sau đó các bạn viết vào đây đúng không? Làm tương tự với các từ cat, bib và lid đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sang part C nhá, là nghe và đánh lid. Số nào? Lid. Đó, number one là lid. Các bạn nghe được chưa? Two. Lid là cái gì nhỉ? Kid. Yes, very good. And kid. Kid. Number two là kid. Three. Three. Rib. Rib. Các bạn nghe được rib. Chưa? Rib. Four. Four. Bib. 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 Page 37. Bib. Đúng không? Bib. E. Yes. Listen and chant. Rồi, bây giờ then chúng ta read. Part E, listen and chant. Lid, kid, bib, rib. Lid, kid, bib, rib. Lid, kid, bib, rib. Lid, kid, bib, rib. Bib, bib, kid, kid. Bib, bib, kid, kid. Lid, lid, rib, rib. Lid, lid. Lid, kid, bib, rib. Lid, kid, bib, rib. Ok, vậy bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Các bạn quay video và các bạn làm bài tập, quay video đọc các từ và gửi lại video cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong bài học tiếp theo. Goodbye and see you.